Đấy, hello, xin chào cả nhà. Và lúc này thì cũng đã là tầm có 11 giờ trưa này. Thì mình đang có mặt ở tại đất Bình Dương và tại nhà coi như là chủ Châu Vĩ nhé. Thì chủ Châu Vĩ này với Mạnh, với Ly, với Kỳ là mấy anh em cũng đều là bên Tây Sơn Châu chọi. Đấy, thì mình xuống đây giao lưu và được phép coi như là em Ly. Đấy, và cho dẫn mình tiếp tục xem trâu thứ tư. Thì hôm nay mình lên 4 cái video của 4 ông trâu của coi như là trâu Mạnh nhé. Đấy, thì được biết sơ bộ qua thì chủ trâu Mạnh là đã coi như săn lùng rất nhiều nơi. Đấy, rất là nhiều nơi ở Campuchia, tức là ở đây thì Tây Ninh, nhưng trâu Tây Ninh thì không có cửa. Đấy, chỉ có là trâu ở Campuchia vậy thôi. Đấy. Đấy. Thì để mà trong 4 con trâu của Vĩ đó, thì ông trâu này đã thuộc diện, tức là đây này, có những miếng đánh hổ lao rất khủng khiếp luôn. Đấy, cũng đã từng chinh chiến một vài trận ở đây này nha. Đấy, chinh chiến một vài trận và đã từng hổ lao nha. Đấy, cũng từng thắng hình như là thắng một trận hay hai trận này. Thắng một trận. Đấy. Đấy. Mệnh danh của trâu này là tên gì nhỉ? Nu. Đấy, mệnh danh là Nu. Đấy. Đấy. Thì bây giờ mình đi gần lại để quan sát tiếp nha về Nu của chúng ta. Đấy. Đấy, quý vị này. Bắt đầu từ cặp chân này. À, đấy. Cặp chân này. Thì đồ điệu thì ấy, nhưng mà hình như cái Nu này nó hơi thấp một tí phải. Đấy, nó hơi thấp hơn tất cả. Đôi mắt đăm chiêu đúng không ạ? Không như con vừa rồi. Đấy. Trâu. Cặp sừng này. Đấy, chúng ta xôi kỹ cặp sừng nhé. Nói chung các đồ điệu trâu thì mỗi con mỗi đồ điệu khác nhau. Đấy, cặp sừng thì ấy. Nhưng mà riêng ông này thì chúng ta nhìn thấy rồi. Đấy. Nếu vào trận là chỉ có lao. Con này là mấy tuổi đây nhỉ? Con này tầm 10 tuổi. À đấy, tất cả các trâu ở đây đều là tầm 10 tuổi rồi đấy, đúng không? Bởi vì mình bắt là phải cái độ tuổi đó đã nó dày dặn, có tuổi đánh mới. À, nếu về hình thức thì riêng đây, chúng ta nhìn sơ bộ qua về đấy thì kết nối về ba con kia thì cái con thứ tư này thì về mà miếng đánh có thể là ông Mạnh, ông chủ trâu Mạnh này rất kết con này, rất ly. Và có độ vào là chỉ có sung mãn, chỉ có lao thôi nha. Đấy, hổ lao. Đấy. À, rất cực kỳ và rất ly. Đấy, nhìn là chúng ta biết rồi đấy. Ngắn mõm này. Đấy. Đấy, mà cổ rụt. Đấy. Còn hình thức thì toàn trâu không phải là thuộc dạng trường trâu. Nhưng mà bình thường nhưng mà rất ly. Đấy. Thì mỗi miếng đánh của mỗi ông trâu thì mỗi một cách khác nhau. Cho nên là mình không... mà mình chỉ là đi sơ bộ qua cho cả nhà chúng ta bình luận nha. Và chúng ta bình luận thì ok, chúng ta sẽ giao lưu với chủ trâu Mạnh nha, mình sẽ cho các bạn kết nối nha. À, Vĩ, Vĩ quên. Xin lỗi, Vĩ. Để chúng ta kết nối với nhau rồi giao lưu nha, qua lại trên toàn quốc để chúng ta giao lưu ấy với trâu với nhau, để chúng ta có một cái mẫu chạy trâu trên toàn quốc. Đấy. Đấy, này thì 4 xoáy luôn ha. Okay, 5 xoáy luôn. À, úi dồi, cái đít kìa. Đít này. Đít quá đẹp luôn này. Mà không cơ. Mỗi một ông mỗi đấy, chúng ta nhìn khung cái khung này. Đấy. Mập và lúm đi luôn. Tròn luôn này, tròn lưng luôn. Đấy. Các bạn nhìn nhé. Đấy. Nhìn xa này. Đấy. Nhìn gần này. Đấy. Đùi này lún đuôi luôn á. Đấy. Này sung lắm. Lúc này mà quánh nhau thì thôi rồi. Đấy, dài nè, đuôi dài đẹp. Đấy, chân sau. Đây. Đấy. 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 Đấy, có thể trong năm nay mà dịch bệnh mà ấy đi thì tháng 12 này có thể có những trận giao lưu nhé. Giao lưu với nhau. Sắp tới này nếu như mà có giao lưu thì nói chung thì được phép, mà dịch không có gì thì mình cũng quay
Rồi, giờ mình đi sang bên phải đấy, của ông trâu nu này nhé. Chúng ta nhìn kỹ bên này, này. Xoáy này, xoáy đấy, đây, đây, năm xoáy, đây, chết, chân sao. Biếu toàn luôn đấy. Nếu như cái thằng kia mà biếu toàn này thì thôi rồi nhá, không có gì để nói luôn, không có đối thủ. Nói về thì giao lưu mấy lần thì ông trâu nu này thì nói chung ông Vĩ đã cho biết là đã là toàn đánh miến đánh hồ lao đầu tiên nha, phố đầu đấy. Gặp đối phương là chơi hồ lao luôn, thì vừa rồi hồ lao luôn là dí con trâu kia là thua luôn đấy. Đấy, đấy, hôm nay thì mình cũng đã được hoàn tất tức là 4 video đấy, thì để chúng ta giao lưu với Vĩ nha, chủ trâu với Phạm Vĩ đấy, Bình Dương đấy. Đấy, liềm diềm rất hiền lành nha, quánh nhau ác lắm. Dạ lắm ạ. Dạ anh lại giờ đó tí nhá. Giờ tí nào. Giờ đấy. Okay. Rồi bây giờ mình lại mình giờ ra tí nhá. Okay. Đây. Ô. Dài. Ô mà. Sừng. Đây. Nha. Đấy đang nhìn mình này. Đấy nó liếc cái nhìn mình nhá. Đây. Ô dồi. Nó chặt à? Cổ nó đang chặt rồi, nó chín rồi. Ờ, đây. Ghê. Dạ dày. Thích. Hiền á. Đầu hiền. Thích. Này, như vẹ gấu huyện này. Ôi dù. Này. Đây. Ôi, thích quá. Trâu mà gãi này thích lắm nè. Đã ngứa. Ờ. Hiền này, ui dồi, cái cổ đó nó ấy luôn cái vị này, đây, đấy, à sừng, này, ui cái đầu này mũ cục hổ lao mà phát thì đủ mà choáng luôn đấy, nhiều con nó choáng luôn, nha, đưa đầu vỏ, đây quý vị, đấy mình thích giờ đầu lắm, ấy. Lúc nhỏ mình sinh ra lớn lên cũng từ nông thôn mà. Ở ngoài Bắc thì con trâu là đầu cơ nghiệp, cứ cưỡi trâu ngày xưa mình cưỡi luôn đó. Được con trâu này là cưỡi luôn là thích lắm. Thậm chí cưỡi rủ nhau đi trèo đây ngồi đây nè. Đấy, con trâu nào mà bằng ngồi sướng lắm. Ngủ luôn đi mình trâu luôn. Đấy. À, vậy hôm nào xuống đi cưỡi bữa coi. Đấy. Nè. Đã, quý vị. Ui giời, này hơn ký. Con cái này nhớp. Nhớp. À đấy, nó bùn đó quý vị, gọi là nhớp. Đấy. Và mình gọi là dơ, bẩn. Đây. Đúng mức luôn à. Đẹp. Tháng 12 này gặp đối thủ. Rồi. Mình cũng thông báo luôn quý vị, nếu như không có gì thay đổi thì tháng 12 này nhá, mình sẽ quay ông này nhá. Mình đã ông quay này, quay ông này, ông Nu này. Đối thủ thì chưa biết nhưng mà mình sẽ, chúng ta đã theo dõi và ủng hộ cho ông Nu này. Đấy, trong tháng 12 này nếu không có gì thay đổi thì có trận giao lưu nhá. 10 tuổi.
nó hiền lắm. Hiền nha, thích. Cổ nó chặt. Cổ chắc, cứng. Đó thôi nha. Khoảng. Con nào hiền là mình thích. Rồi, ok. Ok nha. Thế hôm nay là mình cũng đã tọa nguyện được. Hôm nay mình hết bệnh, hết dịch bệnh, nhưng mà mình cũng mở hàng để mình đi giao lưu. Cũng rất mừng là được tất các chủ trâu đón tiếp. Đấy. Đấy. Và hôm nay thì đúng thực tế là không gì thay đổi, tháng 12 này mình sẽ quay ông trâu nu này nhá. Đấy, chủ trâu là ông Phạm Vĩ cho chúng ta, và chúng ta sẽ ủng hộ ông này. Rồi, ok, và video này lúc này thì đây, bầu trời của đất Bình Dương. Đấy, khu vực này là nơi khu dân cư của giáp thị trấn Trấn Thành. Đấy, đấy quý vị. Đấy, rất đông đúc dân, nhưng mà vẫn vì đam mê chọi trâu nên là cũng cứ chăn trâu. Người ta đất rộng rãi thôi, nuôi trâu ở đây. Đất chật hẹp mà vẫn nuôi trâu. Đấy. Đấy quý vị. Rồi, và video này mình sẽ dừng ở đây và xin chúc cả nhà chúng ta nhé, sẽ theo dõi và ủng hộ chủ trâu. Và nhớ chúng ta đã like và share và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của Lê Tuấn. Rồi. Và mình xin dừng tại đây.